Đây là những gì còn sót lại ở mỗi ngôi nhà mồ sau khi bị đào bới. Những đồ vật vốn lành lặn được chôn theo người đã mất, nay lại vỡ vụn. Bởi đó không phải là những gì người đào muốn. Từ nhiều ngày qua, nhiều thanh niên dân tộc ở khắp nơi đổ dồn về đây lùng sục đào bới các quan tài làm từ gỗ xưa. Làng Cốc Con, xã An Thành vốn rất yên bình, nay lại rất ồn ào. Làm hôm là bằng cây trăm, cây chích thứ nhất, thứ hai là đi chung theo là một là rượu, chén, bạt, son, ghê là đi xong nấu cơm đấy. Điều đặc biệt, chỉ những khu nhà mồ ở làng Cúc Con mới bị đào bới. Những khu nhà mồ còn lại của các dân tộc khác vẫn an toàn, do ở đây vẫn có người chăm sóc, bảo vệ các phần mộ. Chỉ có tại cái làng Cúc Con là cái khu mà hồi trước là đồng bào chôn ấy, thì đến nay là bỏ mã rồi, tức là một số cái đối tượng người ta đến đào thì nhìn chung là phải khẳng định là không có cái gỗ xưa, không đào để lấy gỗ xưa mà chỉ đào lấy cái một số cái kim loại như là đồng sắt hay cái gì đấy thôi. Hành vi đào bới các phần mộ tại khu nhà mồ để tìm gỗ xưa hay sắt vụn đều là sai trái, xâm phạm đến tập quán, đạo đức của con người và xã hội. Ngay khi sự việc xảy ra, Công an huyện Đắk Pơ đã cùng các cấp chính quyền địa phương vào cuộc, đồng thời thực hiện các biện pháp ngăn chặn. Qua xác minh thì trên địa bàn của chúng tôi là số đồng bào dân tộc thiểu số chỉ có sử dụng gỗ tạp để làm hòm để khi chôn cất. Riêng cái việc mà đối tượng xâm phạm mộ mã hài cốt của công dân, với chức trách nhiệm vụ của công an, chúng tôi sẽ có kế hoạch tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Trước đây, không riêng gì ở trên địa bàn huyện Đắk Pơ mà ở một số địa bàn khác của Gia Lai cũng có tình trạng kẻ gian đột nhập vào các khu nhà mồ. Giá trị của gỗ xưa vẫn còn là điều bí ẩn, nhưng nó đang dần biến những con người hiền lành, chất phác rơi vào vòng lao lý.